Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đàm Thanh và truyền hình Vĩ Phúc. Là một xã khó khăn của huyện Tâm Đảo, thời gian qua, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, xã Minh Quang đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển ngành dịch vụ thương mại. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảng bộ, chính quyền xã Minh Quang luôn tạo điều kiện khuyến khích các hộ dân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ, Hiện nay trên địa bàn xã có trên 120 hộ kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng, vật tư, vật liệu xây dựng. Trong năm 2014, giá trị sản xuất của toàn xã ước đạt 250 tỷ đồng, trong đó giá trị ngành dịch vụ thương mại ước đạt 49 tỷ đồng, chiếm khoảng 19% cơ cấu kinh tế của địa phương, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2013. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành dịch vụ thương mại đã và đang góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng một người một năm. Năm học 2014-2015, thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh là nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Do vậy, ngay từ đầu năm, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý học sinh, tập trung thanh tra chuyên đề chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi và học sinh thi vào các trường trung học phổ thông hàng năm. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, đánh giá hiệu quả giờ học bằng chất lượng học sinh, dạy thực chất, học thực chất, nhà trường đã tăng cường kiểm tra đánh giá nghiêm túc năng lực của học sinh đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác tuyên truyền phân luồng học sinh. Vì vậy, năm học vừa qua, nhà trường đã có 5 trên 57 em học sinh khối 9 theo học các lớp bổ túc văn hóa nghề. Hội cựu thanh niên sung phong xã Thanh Trù, thành phố Yên Yên đã tổ chức lễ kết nạp 23 hội viên thuộc lực lượng lao động bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1978 đến 1982 và hội liên kết thanh niên sung phong của địa phương. Thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Sung Phong xã Thanh Trù nói chung, Hội Thanh niên Sung Phong Bảo vệ biên giới phía Bắc 1972-1982 nói riêng, luôn đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, tích cực vận động, huy động sức mạnh toàn xã hội, ủng hộ, giúp đỡ các cựu thanh niên Sung Phong gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là đối với nữ cựu thanh niên Sung Phong cô đơn, không nơi nương tựa. Đồng thời, hội vận động cán bộ hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các công tác xã hội, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết tập hợp toàn bộ cựu thanh niên xung phong các thời kỳ vào hội và tham gia các hoạt động của hội, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, theo cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã vượt 19% so với kế hoạch năm, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ. Trong 20,2 tỷ đô la Mỹ, vốn đăng ký mới đạt 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013, còn vốn tăng thêm là 4,58 tỷ đô la Mỹ bằng 62,4%. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 774 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14,49 tỷ đô la Mỹ, chiếm 71,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 12 tháng năm 2014. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 35 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 2,54 tỷ đô la Mỹ chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Vốn FDI giải ngân tính đến ngày 15 tháng 12 đã tăng tới 7,4% so với năm ngoái và tăng 2,9% so với kế hoạch năm, đạt 12,35 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức vốn FDI giải ngân tính theo năm cao nhất từ trước tới nay. Tính đến ngày 25 tháng 12, cơ quan quản lý giá đã công bố giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm Sở Tài chính các tỉnh thành công bố 441 sản phẩm. Mức giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm từ 0,1 đến 34%, tùy từng chủng loại sữa, so với thời điểm trước khi nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Liên quan đến giá điện, theo tính toán của Cục Thống kê, khi giá bán điện năm 2015 tăng lên 9,5%, sẽ làm tăng giá thành sản xuất lên khoảng 0,55%, làm giảm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 0,58% và làm giảm tốc độ tăng GDP là 0,45%. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, trong tháng 12 năm 2014, kinh mạch xuất khẩu rau quả tháng 12 ước đạt 120 triệu đô la Mỹ. Tính chung năm 2014, xuất khẩu rau quả ước đạt 1,477 tỷ đô la Mỹ, đạt 137,7% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2013 đạt 1,073 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 12 năm 2014 ước đạt 42 triệu đô la Mỹ. Tính chung năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 521 triệu đô la Mỹ, đạt 28,5% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương 406 triệu đô la Mỹ. Như vậy năm 2014, ngành rau quả xuất siêu 956 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, top 10 thị trường xuất khẩu rau quả 10 tháng năm 2014 lần lượt là Trung Quốc 26,43% thị phần, Nhật Bản 5,05%, Mỹ 4,02%. Ngày 26 tháng 12, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11 nghe báo cáo về kết quả triển khai chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa và chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa. Theo đó, các chương trình đã đạt kết quả thiết thực, góp phần hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống và góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tính đến hết tháng 12 năm 2014, chương trình Tấm lưới Nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa – Trường Sa đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ 45 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được dùng để hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm chủ tàu để đóng mới, sửa chữa, mua thiết bị cho các ngư dân, các nghiệp đoàn nghề cá, nhằm hỗ trợ giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa được phát động vào tháng 6 đã nhận được sự ủng hộ trên 98 tỷ đồng. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư viên đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng viện trợ cho Triều Tiên trong năm 2075, đặc biệt là cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và các bà mẹ. Theo tuyên bố trên, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực để thực hiện tuyên bố Dresden của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là một đề nghị ba điểm đối với Bình Nhưỡng liên quan tới việc thúc đẩy lòng nhân đạo cùng thịnh vượng và hội nhập của hai miền Triều Tiên trong năm tới phù hợp với kế hoạch chính sách kinh tế cho năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch của Seoul dường như sẽ tùy thuộc vào thái độ của nước láng giềng trong bối cảnh căng thẳng liên triều không ngừng leo thang. Giới chức Hàn Quốc cho rằng khu công nghiệp liên triều kia song có thể được coi như một điểm thử nghiệm của Seoul nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận người dân Triều Tiên. Hơn 50.000 lao động Triều Tiên đang làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp này, trong đó có khoảng 40.000 phụ nữ. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét một loạt dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho người lao động, cải thiện dịch vụ y tế và xây dựng nhiều nhà trẻ mẫu giáo tại đây. Chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã bắt đầu trao đổi hàng trăm binh sĩ theo các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ đạt được trong tuần này. Cuộc trao đổi này bắt đầu với 30 tù nhân của mỗi bên và sẽ có 222 tay súng ly khai và 150 binh sĩ Ukraine tham gia khi cuộc trao đổi này hoàn thành. Nguồn tin an ninh tại Kiev nói rằng sau cuộc trao đổi trên, lực lượng ly khai vẫn giam giữ khoảng 500 binh sĩ chính quyền và Ukraine sẵn sàng dùng hàng chục phiến quân trong nhà giam nước này để đổi lấy sự tự do của các binh sĩ. Cuộc trao đổi quy mô lớn nhất trong 8 tháng xung đột ở Ukraine được dàn xếp hôm 24 tháng 12 với sự giúp đỡ của các đại diện Nga và châu Âu tham gia cuộc đàm phán căng thẳng ở Minsk. Ít nhất 5 người chết và khoảng 118.000 người trong năm bang ở miền Đông Bắc Malaysia đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh cơn lũ lớn nhất trong vòng 3 năm qua ở nước này. Truyền thông địa phương cho biết hiện mưa lớn vẫn xuất hiện trên diện rộng ở các bang Đông Bắc Malaysia như Kelantan, Terengganu và Pahang. Mưa liên tục cũng đang hoành hành ở các vùng hiếm khi bị lũ lụt ở miền nam nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn Malaysia cảnh báo khu vực miền nam cũng có khả năng sẽ bị lũ đe dọa nếu mưa kéo dài trong vài ngày tới kể cả bang Johor giáp với Singapore. Truyền thông Malaysia liên tục đưa tin và hình ảnh người dân đang khốn đốn vì lũ. Nhiều con nhà bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước. Chính phủ Malaysia đang đối mặt với chỉ trích đã không ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và phản ứng quá chậm khi lũ tràn về. Chính quyền một số bang của Malaysia quyết định hủy kế hoạch đón năm mới nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với nạn nhân lũ lụt. Tòa tham danh tiếng của Anh đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhân vật của năm với những đóng góp của bà cho nền an ninh châu Âu, cũng như có vai trò quan trọng cho các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin từ sau vụ sát nhập Crimea. Thủ tham đã ghi nhận những hoạt động tích cực của Thủ tướng Merkel trong việc thiết lập các cuộc đối thoại giữa Nga và phương Tây liên quan đến Crimea. Thủ tướng Đức là một nhà môi giới ngoại giao không thể thiếu của năm 2014 khi quan hệ Đông Tây bị dạn nứt trong bối cảnh khủng hoảng chính trị nguy hiểm kể từ sau chiến tranh lạnh. Thủ tướng Đức Angela Merkel được biết đến với tên gọi bà đầm thép, sinh năm 1954, bà là người đầu tiên thay thế vai trò lãnh đạo của các chính khách nam giới trong suốt nửa thế kỷ qua. Đồng thời trở thành thủ tướng trẻ nhất của nước Đức vào năm 2005 khi bà 51 tuổi. Bà cũng được tạp chí People bình chọn là một trong 10 người quyền lực nhất thế giới. Năm ngoái, danh hiệu nhân vật của năm do The Times bình chọn thuộc về tổng thống Nga Vladimir Putin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.